Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Chú Smart và lại là mình đây. Thì ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 rồi. Và đúng như BKV nó nói thì là ngày 19 tháng 10 chúng ta sẽ có những chiếc Bphone 3 đầu tiên. Thì mình đang cầm trên tay là phiên bản Bphone 3 từ rất lâu rồi. Thế nên là hôm nay thì chúng ta tại Hà Nội, thì những bạn nào chưa có điều kiện mua Bphone 3 trong cái lô đầu tiên thì các bạn có thể đến showroom trải nghiệm tại Royal City. Và bây giờ mình sẽ đi cái showroom đó trải nghiệm xem là trong showroom đó có những gì, có những cái thiết bị gì hay có những cái gì của BKV trưng bày tại đó nhá. Ok, các mời các bạn theo chân mình đến showroom đó. Số 1 Hà Nội.